Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 bài 158 ôn tập về biểu đồ. Yêu cầu số 1, nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Ở đây chúng ta có số hình của 4 tổ đã cắt được. Tổ 1 cắt được 2 hình vuông và 2 hình chữ nhật. Tổ 2 cắt được 2 hình tam giác, 1 hình vuông. Tổ 3 cắt được 1 hình tam giác, 2 hình vuông. Và tổ 4 cắt được 1 tam giác, 1 hình vuông và 2 hình chữ nhật. Một số các câu hỏi, ý A, cả 4 tổ cắt được bao nhiêu hình? Thì các em sẽ đếm này, 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Như vậy, cả 4 tổ cắt được 14 hình, các em sẽ đếm số hình. Hoặc các em đếm theo hàng dọc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cũng được. Đáp án B. Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình? Các em sẽ xem từ tổ 1 cắt được mấy hình đây? 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? Tổ 1 cắt được 4 hình. Tổ 2 cắt được 1, 2, 3 hình. Như vậy, tổ 1 cắt được 4, tổ 2 chỉ cắt được 3 hình thôi. Vậy tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2, 1 hình. Các em khoanh vào đáp án A. Tổ 2 cắt được, xem thử tổ 2 cắt được nhiều hình tam giác nhất hay là nhiều hình chữ nhật nhất nhá. Như vậy chúng ta thấy là tổ 2 này, tổ 2 thì cắt được 2 hình tam giác và không cắt được hình chữ nhật nào. Như vậy tổ 2 cắt được nhiều hình tam giác nhất, nhiều hình tam giác nhất. Đây, nhiều hình tam giác nhất, hình vuông thì chỉ có 1 hình thôi. Hình chữ nhật không được hình nào này, hình vuông được 1 hình này, hình tam giác được 2 hình. Như vậy tổ 2 cắt được nhiều hình tam giác nhất, kem khoanh vào đáp án A. Thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong thì kem dừng một chút để chúng ta làm cho xong nhé. Tiếp theo sang bài số 2 như sau. Một cửa hàng trong tháng 10 thì bán được 3.250 mét vải. Tháng 11 bán được 2.500 mét vải. Và tháng 12 bán được 3.500 mét vải. Hãy viết chữ số hoặc số thích hợp vào chỗ chấm để biểu thị biểu đồ dưới đây. Như vậy, các em nhìn cái biểu đồ, chúng ta thấy biểu đồ hình cột. Đúng không ạ? Đây là các tháng. Cái tháng mà 3.250. Như vậy 3.250 thì nó nằm giữa cái khoảng 3.000 với 3.500 đúng không ạ? Như vậy đây chính là 3.250 đây. Và tháng này sẽ là tháng 10. Như vậy các em sẽ ghi tháng 10 phía dưới đây. Tháng 10. Và đây các em sẽ ghi số 3250. 3.250. Tiếp theo, cái tháng bán được 2.500 đây, đúng không ạ? Đây 2.500. Như vậy đây là 2.500. 2.500 là tháng bao nhiêu? À, tháng 11. Như vậy đây các em sẽ ghi tháng 11. Cuối cùng tháng 12 bán được 3.500 này, 3.500. Như vậy đây các em sẽ ghi 3.500. Và đây các em ghi tháng 12. Xong bài tập số 2. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong bài tập số 2 thì các em dừng lại để các em làm cho xong nhé. Chúng ta điền này.
3.250, 2.500, 3.500. Phía dưới theo thứ tự tháng 10, tháng 11, tháng 12. Bài số 3 như sau. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời câu hỏi này. Số lớp của một trường tiểu học ở Hòa Bình. Chúng ta có các năm học 2010-2011 thì có 6 lớp. Năm 2011-2012 thì có 5 lớp. Năm 2012-2013 có 7 lớp. Và năm 2013-2014 có 6 lớp. Đấy, nhìn vào biểu đồ thì chúng ta có một số các cái nhận xét như vậy. Bây giờ sang xem thử cái phần câu hỏi của phần này như nào. Số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình năm 2012-2013 nhiều hơn năm 2010-2011 là bao nhiêu? Như vậy đây là số lớp 1. Người ta hỏi năm 2012, 2012, 2013. Vậy 2012-2013 là có 7 lớp. Có 7 lớp. Và người ta bảo là nhiều hơn năm 2010-2011. Vậy 2010-2011 là có 6 lớp. Như vậy nhiều hơn thì em lấy 7 lớp, em trừ 6 lớp. Như vậy nhiều hơn 1 lớp. Số lớp 1 trường tiểu học Hòa Bình năm 2012-2013 nhiều hơn năm 2010-2011 là kem lấy 7 trừ đi 6 thì bằng 1 lớp. Câu A. Số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình năm 2012-2013 nhiều hơn năm học 2010-2011 là, thì các em lấy 7 lớp, các em trừ đi 1 lớp, như vậy nhiều hơn là 1 lớp. Các em lấy 7 trừ đi 6 bằng 1 lớp. Tiếp theo, năm 2013-2014, mỗi lớp có 30 học sinh. Hỏi, trong năm học đó trường tiểu học có bao nhiêu học sinh? Nhìn năm 2013-2014. Đây, 2013-2014 thì có 6 lớp. Mà mỗi lớp có 30 học sinh. Như vậy, kem sẽ lấy 30, kem nhân với 6 lên để ra số học sinh. 30 x 6 thì sẽ bằng 180 học sinh. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Ý B. Số học sinh lớp 1. Số học sinh lớp 1 trường tiểu học Hòa Bình năm học 2013-2014 như vậy ở đây chúng ta xem thử là lúc này chúng ta thấy là có 6 lớp và mỗi lớp thì có 30 học sinh. Như vậy kem lấy 30 kem nhân với 6. 30 nhân với 6 thì sẽ bằng, đây chúng ta sẽ lấy 30 x 6 bằng 180 học sinh. Kem lấy 30 nhân với 6 bằng 180 học sinh. Năm 2011-2012, mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi năm học đó trường ít hơn năm học
2013, 2014 bao nhiêu học sinh? Như vậy, trước tiên các em phải tìm số học sinh của trường năm 2011, 2012 đã. Ý C. Số học sinh của trường năm 2011, 2012. Mỗi lớp có 35 học sinh, vậy các em xem thử năm 2011, 2012 có bao nhiêu lớp? Có 5 lớp vậy này. Như vậy các em lấy 35 nhân với 5. 35 nhân với 5. 5 5 25 viết 5 nhớ 2, 5 nhân 3 15 nhớ 2 17. Như vậy 175 học sinh. Và người ta hỏi các em là hỏi năm học đó ít hơn năm học 2013 2014 bao nhiêu học sinh? Năm học này này thì chỉ có 175 học sinh thôi. Năm 2013 2014 có những 180 học sinh. Như vậy muốn biết ít hơn bao nhiêu thì các em lấy 180 trừ 175. Như vậy sẽ ít hơn 5 học sinh. Vậy năm học 2011 2012 số học sinh lớp 1 năm 2011 2012 ít hơn so với năm 2013 2014 là số học sinh lớp 1 năm 2011 2012 ít hơn năm 2013 2014 thì game sẽ lấy số học sinh năm 2013 2014 trừ đi số học sinh năm 2011 2012, tức là lấy 180 trừ 175. Như vậy là ít hơn 5 học sinh. Trên đây là cô vừa hướng dẫn cho các em, chúng ta vừa đi xong được các bài tập của bài 158 ôn tập về biểu đồ trong vừa bài tập toán lớp 4. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.